sáu cách giúp gan khỏe. Gan đảm nhận nhiều chức năng như sản xuất, bài tiết mật, loại bỏ độc tố, kích hoạt một số enzyme. Cơ quan này dễ bị tổn thương dẫn đến nhiều bệnh như gan nhiễm mỡ, sơ gan, viêm gan. Để giảm nguy cơ tổn thương, giúp gan khỏe chúng ta cần: 1. Ăn nhiều rau quả. Chế độ ăn đa dạng với quả mọng, rau lá xanh, rau họ cải tốt cho gan. Nhóm thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng bảo vệ gan như chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật. Với hàm lượng chất xơ cao, chúng tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm mỡ, ngăn ngừa tích tụ chất béo trong gan. Các chất giảm viêm, chống oxy hóa như carotenoid, polyphenol làm giảm nguy cơ tổn thương gan do viêm. Súp lơ cùng các loại rau họ cải cung cấp sulforaphane dồi dào, chất chống oxy hóa giúp kích hoạt quá trình giải độc tự nhiên của gan. bởi chứa chất chống oxy hóa naringenin. Naringenin góp phần bảo vệ tế bào gan, ngừa viêm nhiễm. Nho có nhiều dinh dưỡng hỗ trợ giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào, tăng cường chức năng gan. Việt Quốc và Nam Việt Quốc bổ sung hợp chất thực vật an thóc gia ninh góp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan. Hay, bổ sung ngũ cốc nguyên hạt. Thêm ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn hàng ngày có thể ngăn ngừa tình trạng kháng insulin, tăng insulin máu, viêm nhiễm. Đây là dấu hiệu đặc trưng của ung thư biểu mô tế bào gan, HCC. Ngũ cốc nguyên hạt có kết cấu đặc gồm 3 lớp cám, mầm, nội nhũ cung cấp chất xơ, vitamin B, sắt, folate, selen, kali, magi giúp gan khỏe mạnh. Các chất phytochemical tự nhiên loại bỏ chất béo có hại trong gan. Thực phẩm có hàm lượng ngũ cốc nguyên hạt cao bao gồm yến mạch nguyên hạt, gạo nứt, bánh mì nguyên cám, lúa mì nguyên hạt, hạt diêm mạch, quy đồ A. Chế độ ăn này góp phần giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, ung thư gan. 3. Uống cà phê Quá nhiều chất béo trong gan gây ra tình trạng viêm, ảnh hưởng đến chức năng gan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Cơ thể tiêu hóa in tạo ra paracentin hỗ trợ làm chậm sự phát triển của mô sẹo liên quan đến sơ hóa, ngăn ngừa ung thư gan, sơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, viêm gan C. Hợp chất polyphenol trong cà phê có tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa, giảm mỡ gan. Các chất caveol, cà phê esto, axit trong cà phê có thể chống lại virus viêm gan B, phòng ung thư gan. 4. Giảm đường khi ăn đồ ngọt, cơ thể sẽ phân hủy thành gluco. Một phần gluco tạo ra năng lượng, phần còn lại được dự trữ. Lượng đường dư thừa trong máu được gan chuyển hóa thành chất béo. Lạm dụng đồ ngọt tạo ra quá nhiều chất béo gây hại cho gan. Các tế bào gan bị các tế bào mỡ thay thế, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đồ ngọt cũng khiến cơ thể giải phóng các chất gây viêm, tích tụ trong các cơ quan nội tạng làm tổn thương gan. Khi gan bị tổn thương nhiễm mỡ hoặc bị viêm. Nó không thể xử lý độc tố, loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Nó cũng đốt cháy ít chất béo dư thừa và cholesterol hơn, dẫn đến trữ nhiều chất béo hơn trong gan, gây béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 5. Hạn chế uống rượu Khi uống rượu, các enzyme trong gan được kích hoạt để phân hủy rượu, loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Uống quá nhiều rượu khiến gan làm việc quá sức, gây tổn thương gan, có thể ức chế sự phân hủy chất béo trong gan, dẫn đến tích mỡ, tăng nguy cơ mắc bệnh sơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan. 6. Tập thể dục Tập thể dục 150 phút mỗi tuần giúp giảm lượng mỡ lưu trữ trong gan, giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin, kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa béo phì. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.